Dạ xin chào các anh ạ, đến với video số 47 của kênh Đồ Câu Tokyo Japan ạ. Hôm nay cuối tuần á, em sẽ sale một lô máy cho mình luôn nha, giá chỉ từ 88k thôi ạ. Đó, có một số combo như là máy đứng nè, combo máy đứng nha, combo máy ngang tay phải, và một số cần câu dài từ 2m4 cho tới 3m luôn, câu ngâm, câu sông, câu bè, câu lua, và có một cây vít biển luôn ha. Rồi, đến với combo thứ nhất đây ạ. Đây, combo máy đứng nha, máy chạy rất là êm mượt luôn nè. Cần thì là cần 1m8 ạ, tải mồi từ 7 tới 20g nha. Đấy, made in China ha, tải cá từ 4 cho tới 7 kg nha, hàng China xuất Nhật ạ. Cái cần này độ mới nó vẫn còn cao nè. Đó, khoen ngọn của nó là 1.9 ly nha mấy anh, trọng lượng là 125g ạ, độ cứng là ML ạ. Đấy. Cặp cần này thì em sẽ sale với giá là cần mã số 1, em sale với giá là 299k, mã số 1 299k, cả cần và máy luôn nha. Rồi, đến với cặp cần số 2 ạ. Đây, một cặp cần tông xịt tông luôn nha, máy ha. Rất là êm mượt luôn nè. Đấy. Cần thì tay cầm cán mút rất là êm ái luôn nha, bát vẫn còn rất là đẹp nè. 1m8 luôn nha mấy anh, khoen bát hãng luôn, cái khoen vẫn còn mới nè. Cái cần này là trọng lượng là 123g ạ, ngọn của nó là 2.4 ly. Đó, câu lua rất là ok nha, lua lóc, lua chẽm. Cặp cần mã số 2 em sale với giá là 299k luôn ạ, 299k. Cho các anh tập câu nè, câu giải trí đồ chơi luôn ha. Rồi, đến với combo cần mã số 3 là một combo cần máy ngang tay phải. Đó, máy ngang. Chốt chặn. Rất là ok ha. Đây. Con máy này rất là xịn nè. Cái cần này là 1m8 ạ. Trọng lượng của nó là 250g. Ngọn của nó là 2.6 ly ạ, độ cứng là M. Cái cần này còn nhìn còn rất là đẹp ạ. Rất là đẹp luôn nè. Độ cứng là M nha mấy anh. Combo mã số 3 em bán với giá là 449k. Mã số 3 449k. Đến với combo mã số 4 ạ, cũng là một combo ngang tay phải, chiều dài 1m8 luôn. Đây, chốt chặn ạ. Combo mã số 8, trọng lượng của cây cần này là 181g ạ, ly ngọn là 2.6 ly ạ. Đây, về ngoại hình của cây cần này tổng thể còn rất là ok nè, nước sơn vẫn còn bóng nha. Đó, câu lua được ha, lua lóc, lua chẽm, tập câu, câu giải trí đều rất là ok. Cặp như vậy thì rất là rẻ ha. Combo mã số 4 em sale với giá là 449k ạ, 449k. Combo mã số 5 ạ. Đây, một combo màu đỏ, máy cũng màu đỏ luôn, đỏ đen, cần cũng màu đỏ đen luôn. Cần là 1m8 luôn nha. Đấy, hàng China xuất Nhật ạ. Đây, cái khoen vẫn còn đẹp nè. Ngọn của nó là 2.6 ly nha, trọng lượng là 175g ạ. 75g. Độ mới cao nè, ít lỗi lầm, có một vài vết xước lông mèo thôi, nhưng không đáng kể ạ. Câu lua ha, combo câu lua, máy đây ạ. Chốt chặn, rất là ok nè. Combo mã số 5 em sale với giá là 349k, 349k thôi nha. Combo này rất là đẹp nha, rất là mới nè. Rồi, đến với cây cần mã số 1 ạ. Đây, một cây cần 2m1 đây. Cây cần này câu ngâm, câu sông, câu bè nha mấy anh. Đó, cây cần Wind Dragon đây, 2m1 ạ. Độ cứng của nó là từ 60 cho tới 100 nha. Đó, sử dụng dây PE từ dây số 3 tới số 6 được luôn ha. Đó, cây cần 2m1 nè. Phôi carbon xoắn. Cái này nó có trọng lượng là 170g ạ.
ngọn của nó là 3.6 ly, ngâm đánh bạo lực đồ rất là ok ha. Cái cần mã số 1 độ mới cao không lỗi lầm, em bán với giá là 350k thôi ạ. Dài 2m1, ngọn là 3.6, trọng lượng là 170g, khoen bát còn rất là mới nè. Cây cần mã số 1 350k. Đến với cây cần mã số 2 à, một cây cần step lab 2m4 đó. Cây cần này là máy, cây cần máy ngang nha mấy anh, cây cần máy ngang à. Đó. Cây cần máy ngang. Độ mới cao không lỗi lầm luôn. Tải mồi từ 8 cho tới 25g và tải cá từ 4 cho tới 7kg nha. Đó. 2m4 ạ. Trọng lượng của cây cần này là 171g ạ. Khoen còn rất là đẹp nè. Ngọn của nó là 2.8 ly ạ. Ngọn 2.8 ly. Một cây cần mái ngang 2m4. Ngọn là 2.8 ly, trọng lượng 171g, mã số 2. Em bán với giá là 250k ạ, 250k. Đến với cây cần mã số 3, một cây cần kim ton nè. Cái cây cần này lua rất là ok nha. 2m4, độ cứng là M, tải mồi từ 10 tới 30g nha. Cây cần này tải nhái thật luôn cũng được nha mấy anh. Đó. Tải cá từ 5 cho tới 10kg luôn ạ. Độ mới cao không lỗi lầm luôn. Trọng lượng của cây cần này là 137g, tay cầm cán mút rất là êm ái luôn nè. Độ cứng là MH ạ. À. Khoen rất là mượt mà, sáng bóng luôn cho mình. Ngọn của nó là 2 ly ạ. À. Ngọn 2 ly. Cây cần mã số 2 dài 2m4, đó, độ cứng là MH. Ngọn là 2 ly. Trọng lượng là 137g. Em bán với giá là 750k ạ. À. 750k. Cây cần này rất là xịn nha mấy anh. Đến với cây cần mã số 4 ạ. À. Một cây cần 2m4 luôn nè. Màu xanh nè. Dạ quang. Đó, xanh đọt chuối nha, rất là đẹp. 2m4 luôn. Độ cứng của cây cần này tầm khoảng từ 50 tới 80 nha mấy anh. Đó. Cây cần này là dùng để câu ngâm nè, thích hợp câu ngâm, câu sông, câu bè ha, đánh bạo lực luôn nha. Cây cần này nó có cái ngọn là 3.4 ly ạ. À. Độ mới cao nha, không lỗi lầm luôn. Phôi carbon, phôi carbon xoắn luôn ạ. Khoen rất là đẹp. Đây ạ. Trọng lượng của cây cần này là 200g ạ, 200g. 2m4. Cây cần mã số 4, 2m4, một cây cần Toro nè. Đó, ngọn là 3.4 ly, trọng lượng là 206g. 206g ạ. À. Em bán với giá là 279k. 279k cho cái cần mã số 4. Rất là rẻ luôn ha, đánh bạo lực luôn, rất là êm. Đến với cây cần mã số 5 ạ. À. Một cây cần 2m7 ạ. À. Một cây cần màu xanh ngọc nè. Đó, phôi carbon xoắn cho mình luôn nha. Cây cần này đánh lua bạo lực ha. Đó. Câu ngâm, câu sông, câu bè đều rất là thích hợp luôn, rất là đã. Ngọn của nó là 2.9 ly ạ. À. Khoen còn rất là ok nè, mới, sáng bóng cho mình luôn. Trọng lượng của cây cần này là 227 g ạ, à. Một cây cần Dragon Brush. Đó. Tay cầm cán mút rất là êm ái luôn, cái bát rất là đẹp. Màu xanh ngọc ạ. À. 2m7. Cây cần mã số 5 em bán với giá là 279k thôi ạ. À. Mã số 5 279k, cuối tuần sale ha, cho nó đi hết hàng luôn ạ. À. Đến với cây cần mã số 6 ạ. À. Đây. Cây cần này nó có trọng lượng là 250g ạ. À. Cây cần 2m7 luôn, phôi carbon xoắn rất là đẹp, tay cầm cán mút
rất là êm ái cho mình luôn. Cái con này xịn lắm nha mấy anh. Đây, cái bát rất là đẹp nè. Cần luôn. Cái cần này tải cá từ 6 cho tới 15kg luôn nè. Đó. Dây VE từ dây số 1 tới số 3 nha. Tải mồi từ 20 tới 90g luôn. Tải nhái thật luôn cũng được ạ. Cái này là nó do nó dính dính bụi thôi nha. Đây em chùi nó ra nè. Khoen rất là đẹp luôn nè. Sáng bóng cho mình luôn. Cái ngọn này là 1.8 ly ạ. Ngọn của cây cần này là 1.8 ly. Cái cần mã số 6 ạ. Chiều dài là 2m7. Ngọn là 1.8 ly. Trọng lượng 254g. Một cây cần rất là xịn luôn. Đây. Cây cần này em bán với giá là 750k thôi ạ. 750k. Cây cần, một cây cần số 6. 750. Đến với cây cần mã số 7 ạ, một cây cần dài 3 mét nè. Dài 3 mét luôn nha. Phôi carbon sẵn luôn, rất là đẹp nè. Còn tem đầy đủ luôn nha mấy anh. Đây ạ, đem đầy đủ luôn cho mình nè. Tay cầm cán mút rất là êm ái. Đây, cái bát nó có in mặt NC Japan trên này luôn ha. Này, Japan ha. Cái cần này có trọng lượng là 292g ạ. Ngọn của nó là 2.3 ly nha. Ngọn là 2.3 ly ạ. Cái cần mã số, cái cần mã số 7 ạ. Em bán với giá là 750k. Cái cần mã số 7. Cây cần xịn ạ. Dài 3 mét. Đến với cây cần mã số 8 ạ. Một cây cần giúp biển ha. Đó. Cái gốc của nó thì chiều dài là khoảng 50cm ha. Cây cần 2m1. Còn cái ngọn, cái đọt của nó là 1m6 ạ. Trọng lượng của cây cần này là 141g ạ. Dùng để giúp biển hay lua đều rất là ok nha mấy anh. Ngọn của nó là 1.9 ly ạ. Cây cần một màu xanh đọt chuối rất là đẹp ha. Hôm nay em lên cần màu nổi nổi không à. Rất là đẹp. Thông số nằm ở đây ạ. Đây. Cái cần chiều dài 2m1 nè. Độ cứng là M nha. Tải mồi thì được từ 60 cho tới 120g ha. Tải nhái thật luôn cũng được. Độ cứng á. Độ cứng là M, tải cá mát 11kg nha. Đó, nếu kỹ năng tốt thì mấy anh có thể câu hơn được vậy nữa nha. Cây cần này rất là đẹp, màu rất là đẹp nè. Cây cần 2m1, màu xanh. Cây cần mã số 8 em bán với giá là 450k thôi ạ. À. Một cây cần dích biển và lô luôn nha, rất là ok. Rồi, đến với máy ha. Máy mã số 1 ạ, à. Một cái máy ngang tay phải nè. Câu lua, ha, lua lóc, lua chẽm nè. Đến từ hãng Daiwa nha. Dầu cước số 6 là được 220m nè. Cước số 8 là 165m nha. Đó. Chốt chặn ạ. Có máy mã số 1 đến từ hãng Daiwa nè. Hoạt động tốt. Máy ngang tay phải. Em bán với giá là 290k thôi ạ. 290k. Đến với con máy mã số 2 ạ, một con máy đến từ hãng Suzumi Korea xuất Nhật. Chốt chặn nè. Máy hoạt động tốt nè. Con máy mã số 2 em bán với giá là 250k, mã số 2 250k. Đến với con máy mã số 3, một con máy dành cho mấy anh mà thích câu tôm, câu giải trí nha, cá nhỏ nè. Đó. Cối là cối hợp kim nha, thân là carbon luôn. Cái này mình có thể lưu mương, lưu suối luôn cũng được ạ. Mô bên sóng nè, tiếng kêu lưỡi gà vẫn còn thanh ha. Cần gạt mượt mà, còn lăn sáng bóng. Vào cước số 1.5 thì được 130m và cước số 2 là được 100m nha. Về ngoại hình tổng thể thì nó có bị một vài vết xước, vết trầy theo thời gian nha. Nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động của máy đâu ạ. Hoạt động máy đây. Đó.
Đó, máy hoạt động rất là êm một trong mình luôn. Chốt chặn. Máy hoạt động tốt, máy mã số 3. Em bán với giá là 169k thôi ạ, à. 169k. Con máy cầm khá là chắc tay. Đến với con máy mã số 4 ạ, à. Cũng là một con máy xe tầm khoảng 500 ạ, à. Chạy với bạc đạn luôn nè. Về ngoại hình tổng thể còn rất là ok. Cối hợp kim, thân là carbon luôn. Con máy này vào cước số 2 là được 150m, cước số 3 100m và cước số 4 là 70m nha. Hoạt động máy luôn, đổi tay qua trái phải được luôn, chốt chặn đầy đủ cho mình. Con máy mã số 4 hoạt động tốt, em bán với giá là 119k, 119k. Câu tôm, lu mương, lu suối, câu cá nhỏ đều rất là ok, tập câu câu giải trí mà anh mua về luôn. Để mình xài luôn cũng ok ha. Con máy mã số 5 ạ, à. Đây cũng là một con máy xây tầm khoảng 1.000. Ratio là 5.2 nha. Ratio khá cao nha. Cần gạt mượt mà luôn nè. Con lăn sáng bóng, đổi chiều tay qua trái phải được luôn, chốt chặn đầy đủ cho mình nè. Máy hoạt động mềm mượt nè, không sầu lắc luôn, chốt chặn đầy đủ. Con máy này ratio 5.2 nha, dầu cước 2.5 là được 150m và cước số 3 là 100m. Nhìn tổng thể về ngoại hình của con máy này còn rất là ok. Máy chạy với một bạc đạn nè. Đó. Con máy mã số 5 em bán với giá là 120k, mã số 5 120k. Đến với con máy mã số 6, một con máy xây thực tầm khoảng 1.000 tới 1.500 nha. Ratio là 5 chấm nè. Ratio 5.5 ạ. Vào cước số 2 là được 110m, cước số 3 85m và cước số 4 là 70m nha. Ô bin sóng, tiếng kêu lưỡi gà vẫn còn thanh. Về ngoại hình của nó còn khoảng 90% nha, có một vài vết xước theo thời gian thôi ạ. Máy hoạt động mềm mượt nè. Con máy này quay khá là mượt tay. Con máy mã số 6 em bán với giá là 100k thôi ạ, mã số 6 100k. Đến với con máy mã số 7 ạ, một con máy đến từ hãng Shimano nè. Holiday pin 2000 ha, xây thực thì 2000 luôn. Thường thường mấy dòng Shimano này thì nó đóng xây nào thì được, là đúng xây đó luôn ạ. Đây, chạy với bạc đạn luôn nè. Vào cước số 2 là được 150m, cước số 3 100m và cước số 4 là 70m nha. Mô pin sóng, tiếng kêu lưỡi gà vẫn còn thanh. Đó. Về ngoại hình tổng thể thì nó có một vài vết xước ha, vết trầy theo thời gian thôi, nhưng cũng không đáng kể, cũng không ảnh hưởng tới hoạt động của máy đâu ạ. Đổi chiều tay quay trái phải được luôn. Tay quay kim loại khá là chắc chắn cho mình luôn nha. Con máy này nó bị hư cái lẫy đảo chiều rồi, nên em sale với giá là 250k. Con máy đến từ Hà Malaysia xuất Nhật. Con máy mã số 7 em sale với giá là 250k. Đến với con máy mã số 8, một con máy hàng China xuất Nhật, xây thực thì tầm khoảng 2.000. Đây, vào cước số 2 là được 130m, cước số 3 100m ha. Con máy này mấy anh mua về được nua đồ ha, cũng rất là ok nè, nua lóc đồ, cá nhỏ đồ cũng rất là ok, tại ratio nó rất là cao nè, 5.3 nè. Cần gạt mượt mà nè, con lăn gì sáng bóng ha, đổi chiều tay quay trái phải được luôn. Đó. Máy hoạt động rất là tốt nè. Máy hoạt động mềm mượt luôn nha. Con máy mã số 8 em bán với giá là 88k thôi ạ. À. Đây, con máy ha mà 88k, rẻ beo. Đến với con máy mã số 9, một con máy dòng lông Scapo nè, đến từ hãng Daiwa ST700N. Đó. Chạy với bạc đạn luôn ạ. À. Con máy này xây thực thì tầm khoảng 2.000. Vào cước số 2 thì được 150m, cước số 3 100m và cước số 4 là 70m ạ. À. Mô bin sóng luôn nè. Về ngoại hình tổng thể đó, nó còn rất là mới nha. Có một vài vết xước lông mèo thôi. Đổi chiều tay qua đổi tay qua trái phải được luôn ạ. À. Một chiều có tiếng kêu và hai chiều tắt tiếng kêu cho mình được luôn. Hàng Thái Lan xuất Nhật ạ, à, con máy mã số 9 em bán với giá là 319k. 319k cho một con máy Daiwa này ạ. À. Đến với con máy mã số 10. Con máy này xây thì tầm khoảng 2.500 ạ, à. Nhưng mà cái form của nó ngắn nha. Đây, nó ngắn hơn mấy cái dòng mà xây 2.500 3.000 khác. Ngắn. Form nhỏ gọn. Gặp tay quay được luôn ạ. À. Hoạt động máy. Máy hoạt động êm mượt nè.
Con máy này vào cước số 4 là được 110 mét, à cước số 3 150 mét, chạy với một bạc đạn luôn. Cái cối của nó thì bằng bằng nhựa nên nó ra nắng thì nó sẽ bị bay màu như vậy. Nên em sale với giá là 89k nha mấy anh, 89k cho con máy này. Cần gạt mượt mà này, con đang sáng bóng. Con máy mã số 10, 89k. Đến với con máy mã số 11, một con máy đến từ hãng Daiwa. Đây. Con máy chạy với bạc đạn luôn nè, Gigon S2000B, xây thực là tầm khoảng 2000 luôn nha. Vào cước số 2 là được 150m, cước số 3 100m và cước số 4 là 70m. Con máy này về ngoại hình tổng thể của nó còn rất là ok. Đó. Con lăng vẫn còn sáng nha. Máy hoạt động êm mượt nè. Chốt chặn nè. Đảo chiều. Con máy mã số 11 hàng Thái Lan xuất Nhật, em bán với giá là 300k. Mã số 11 300k. Đến với con máy mã số 12, một con máy đuôi chuột nè, hàng nội địa Nhật Bản luôn ạ. À. Đây, hàng nội địa Nhật Bản nha, con máy đuôi chuột. Cái nấm con nó nằm dưới đây nha mấy anh. Đó, tiếng đào rắc vẫn còn ha. Mô bin sống luôn nè. Vào cước 1.5 là được 130m, cước số 2 100m và cước số 3 là 65m nha. Chạy với một bạc đạn. Xây thực thì nó là 2000 ạ. À. Con máy đến từ hãng Shimano. Shimano ạ. À. Về ngoại hình tổng thể còn khá là ok nè. Cần gạt mượt mà. Con lăn sáng bóng. Đổi tay quay sang trái hoặc phải được nè. Chốt chặn. Đảo chiều. Một chiều có tiếng kêu, hai chiều tắt tiếng kêu cho mình được luôn. Con máy mã số 11 ạ. À. Mã số 12 ạ, à. Em bán với giá là 429k. Mã số 12, 429k. Đến với con máy mã số 13, cũng là một con máy đuôi chuột luôn. Con máy này cầm khá là chắc tay ha. Nó bị mất cái gạt cước rồi. Con máy này đến từ hãng Shimano nè. Máy Navi 2000R. Vào cước số 2 là 150m, cước số 3 100m và cước số 4 là 70m nè. Cần gạt mực mà, con lăn sáng bóng. Đúng con thì nằm dưới này ha. Đó. Chạy với ba bạc đạn luôn nha mấy anh. Xây thực thì là 2000, hoạt động máy rất là êm mượt luôn, không sầu lắc luôn. Đó chưa? Cái tay cầm này bằng gỗ luôn nè. Đó, cán gỗ luôn, rất là đã ha, rất là chắc chắn. Con máy mã số 13 hàng Malaysia xuất Nhật, một con máy đuôi chuột, em bán với giá là 269k. Đó. Con này rất là khỏe nha mấy anh. Đến với con máy mã số 14 ạ, một con máy hàng China xuất Nhật nha. Chạy với bạc đạn luôn nè. Vào cước số 3 là được 140m và cước số 4 là 110m nha. Xây thực thì tầm khoảng 2500 thôi ạ. Ratio là 5.2 ha, một ratio khá cao ha, khi mà mình lua thì cũng đỡ mỏi tay nè. Con máy mã số 14 em bán với giá là 90k ạ. Xả sale cuối tuần luôn. Mã số 14 90k. Đến với con máy mã số 15. Một con máy đến từ hãng Daiwa, hàng Việt Nam xuất Nhật ạ. Cối là hợp kim ha, thân là carbon nha. Con máy này xây tầm khoảng 2500 3000 ạ. Mô bin sống nè, tiếng kêu lưỡi gà vẫn còn thanh luôn nha. Cần gạt mượt mà, con lăn sáng bóng. Vào cước số 3 là được 200m, cước số 4 150m và cước số 5 là 120m nha. Con máy này hoạt động của nó rất là ok nè, rất là mềm mượt luôn ạ. Chốt chặn. Con máy này người ta không có sản xuất cái lẫy đảo chiều nha. Đó. Chỉ có một chiều thôi. Con máy chạy rất là êm mượt, con máy hàng Việt Nam xuất Nhật nha. Theo tiêu chuẩn chất lượng của Nhật Bản ạ. Con máy này mình lưu lóc lưu chẽm luôn ha, cá vượt sông được cũng rất là ok nè. Con máy này rất là nhìn nó có khỏe đó, rất là ok. Con máy mã số 15 ạ, em bán với giá là 290k. Mã số 15 290k. Đến với con máy mã số 16 ạ, một con máy Rispin 3000, xây thực thì tầm khoảng 2500 3000 đi ha. 2500 3000. Và cước số 3 là được 150m nha, cước số 4 100m. Cái con máy này nó có cước dù sẵn luôn nè mấy anh. Đây. Ratio là 5.2 ạ, à. Chạy với một bạc đạn luôn nha. Cần gạt mượt mà nè,
con lăn nha, vẫn còn ok. Nó có bị một vài vết trầy xước theo thời gian nha. Đó, tại bán đồ bãi mà nên nó chuyện đó là chuyện bình thường nha. Nó bị trầy xước là chuyện bình thường ạ. Hàng đã qua sử dụng ạ. Con máy mã số 16 hàng China xuất Nhật em bán với giá là 150k, mã số 16 150k. Đến với con máy mã số 17, một con máy đến từ hãng Daiwa nè. Chạy với bạc đạn, con máy 2.500B. Xây thật của nó thì tầm khoảng 3.000 ạ. Vào cước số 2 là được 200m, cước số 3 150m và cước số 4 là 100m nha. Mô bin sóng luôn ạ, cần gạt mượt mà nè. Con lăn sáng bóng ha. Con máy này là hàng nội địa Nhật Bản luôn nha mấy anh, Made in Japan nè. Con máy này khỏe. Đó, rất là êm mượt luôn. Con máy mã số 17 ạ, em bán với giá là 350k, một con máy rất là khỏe. Đến với con máy mã số 18, một con máy hàng China xuất Nhật này, cối là hợp kim nha, thân là carbon. Dầu cước số 5 là được 190m và cước số 6 là 170m nha, xây thực thì tầm khoảng 2.500 3.000 thôi. Radio là 5.2 á, anh nào mà tập câu rồi đó, câu luôn, câu lóc đồ. Vinh em này về xài cũng ok. Cần gạt mượt mà nè, con lăn vẫn còn ok. Đổi tay quay sang trái phải được luôn, cái nút này nó bị bể đôi rồi nha mấy anh. Nhưng mà mình tháo ra luôn vẫn được ha. Đó. Chốt chặn đầy đủ nè. Con máy mã số 18 em sale với giá là 100k, mã số 18 100k. Đến với con máy mã số 19 ạ, một con máy xây thực thì tầm khoảng 2.500 3.000 ạ. Chạy với một bạc đạn luôn, con máy cầm khá là chắc tay nha, rất là nặng tay. Con máy này full carbon ạ. Mô bin sóng nè, tiếng kêu lưỡi rài vẫn còn ok nha. Vào cước số 3 là được 170m, cước số 4 125m và cước số 5 là 100m ạ. Cần gạt mượt mà luôn nè, con lăn vẫn còn ok. Đổi tay quay trái phải được luôn nha. Máy hoạt động tốt nè. Con máy mã số 19 em bán với giá là 110k thôi ạ. 110k cho con máy này. Rất là rẻ luôn, giá hạt rẻ luôn. Đến với con máy mã số 20 ạ. Một con máy xây cũng tầm khoảng 3-4 ngàn ạ. 3-4 ngàn. Vào cước số 1 là được 260m, cước số 2 175, cước số 3 160 và cước số 4 là 130 nha. Xây tầm khoảng 3.000 ạ. Radio là 4.3. Mô bin sóng nè, tiếng kêu lưỡi dài vẫn còn thanh. Về ngoại hình của nó thì vẫn còn khá là ok nha. Cái cối của nó hơi bị bạc mạo xíu thôi, do tiếp xúc với ánh nắng nha. Mình câu ngoài trời mà. Máy hoạt động ok nè, con máy đến từ hãng Rumanay nha. Con máy mã số 20 em bán với giá là 100k thôi ạ, mã số 20 100k. Đến với con máy mã số 21, một con máy GS50 Ratio 4.3. Vào cước số 1 là được 260m, cước số 2 175 và cước số 4 là 130 nha. Xây thực thì tầm khoảng 3.000 tới 3.500 ạ. 3.000 tới 3.500. Hoạt động máy luôn, rất là êm mượt nè. Chốt chặn đảo chiều, phần gạt mượt mà, con lăn sáng bóng ha. Đó, đổi chiều tay quay được luôn. Con máy mã số 11 em bán với giá là 89k, mã số 11 89k. Đến với con máy mã số 12 ạ. Con máy này khỏe xịn lắm nha mấy anh, đến từ hãng Ryobi nè. Xây thực thì tầm khoảng 4.000 ạ. Vào cước số 4 là được 200m, cước số 5 150 nè, cước số 6 là 120 ha. Con máy này anh nào mà lua ngâm đồ rất là thích hợp. Máy chạy với một bạc đạn luôn. Đó, hàng nội địa Nhật Bản luôn ạ. Máy hoạt động ok nè. Tay quay kim loại rất là chắc chắn luôn nha. Con máy mã số 22 ạ. Mã số 22 ạ. Con máy Sinus
SS 3000. Đấy, em bán với giá là 350k. Về ngoại hình của nó là còn khoảng 80% thôi ạ. Nó do nó bị oxy hóa mấy chỗ này nha. Đấy, tại mấy chỗ này là kim loại nên nó không có kháng mặn ạ. Em bán máy theo tình trạng máy nha. Đó, gì vậy? Ngoại hình của nó luôn ạ. Nên em bán với giá là 350k, chứ thường là nó khoảng tầm 500 mấy hơn nha mấy em. Đến với con máy mã số 23. Con máy này độ mới còn cao nè, rất là đẹp nè. Đó. Con máy đến từ hãng Daiwa, con máy Bestprice 4000, xây thực thì tầm khoảng 4000 ạ. Vào cước số 5 là được 200m, cước số 6 là 150m nha. Con máy này xây tầm khoảng 45000 ạ, còn gạt một màn nè. Con lăn thì sáng bóng ha. Đổi tay qua sang trái hoặc phải được luôn, chốt chặn đầy đủ cho mình. Máy rất là êm một đây. Máy khá là ok. Có máy mã số 23, hàng China xuất Nhật, em bán với giá là 369k. Đến với con máy mã số 24 ạ. Cũng là một con máy đến từ dòng Daiwa luôn. Đây. Con máy này vào cước số 4 là được 230m, cước số 5 180m và cước số 6 là 150, xây thực thì tầm khoảng 4.000 tới 5.000 ạ. Mô bên sóng nè, tiếng đầu rắc còn rất là nghe, rất là êm tai ha. Đây, cần gạt một màn nè, con lăn sáng bóng nha. Đổi chiều tay qua trái phải được luôn ạ, chốt chặn đầy đủ. Đó, chốt chặn đầy đủ nè, đảo kim. Con máy mã số 24, em bán với giá là 220k thôi ạ. Mã số 24, 220k. Đến với con máy số 25, một con máy đến từ hãng Shimano, xây thực thì 6.000 nè. Về ngoại hình thì nó có hơi cũ xíu nha. Đó. Con máy vào cước số 4 thì được 250k, 250m ạ. Cước số 5 là được 200m và cước số 6 là 150m ạ. Mô bin sóng, cần gạt mượt mà luôn. Con lăn ha, vệ sinh lại là đẹp thôi. Đó. Hoạt động máy ạ, tay qua kim loại rất là chắc chắn cho mình luôn nha. Đảo chiều, chốt chặn luôn. Một chiều có tiếng kêu, hai chiều tắt tiếng kêu cho mình luôn nha. Hàng nội địa Nhật Bản luôn ạ. Còn cái tem đây. Đó, hàng nội địa Nhật Bản. Con máy mã số 25, em bán với giá là 450k. Đó. Rồi, con máy kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại em ghim trên màn hình hoặc Zalo của em số 0329737399 ạ. Cuối tuần chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo ạ. Chào các anh.